Xin kính chào tất cả quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô Duy Khánh. Vâng, một chiếc Kia Morning sản xuất 2007, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 1.1. Có mức giá đề xuất là 162 triệu đồng. Kia Morning nhập khẩu, Kia Morning SRX hoặc có tên gọi là Piacanto. Vâng, có mức giá là 162 triệu đồng. Đó, một chiếc Kia Morning phiên bản hatchback số tự động. Đấy, mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tiết kiệm, khoảng 5 lít đường ngoài đô thị. Vâng, dòng xe Kia Morning này thì thế hệ đầu tiên được sản xuất 2004, được giới thiệu vào năm 2004 và đến 2007 thì mới nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Chiếc xe này thì có tên gọi là Kia SLX hoặc có thể gọi là Kia Picanto. Xe được trang bị động cơ máy là 4 máy và dung tích xi lanh là 1.1. Mức tiêu thụ nhiên liệu 5 lít ngoài đô thị. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị túi khí, phanh đĩa 4 bánh, na răng đúc 4 bánh và hệ thống lái là trợ lực lái điện rất là nhẹ nhàng. Một mẫu xe hatchback ở phân khúc hạng 3, hạng A, phiên bản số tự động, máy 1.1. Nó lai từ Hyundai Gate. Đấy, và máy móc là lai từ Hyundai Gate và cái chiều dài cơ sở ngắn lại. Đấy, để thích hợp cho di chuyển trong đô thị. Vâng, chiếc xe này thì chỉ có chiều dài là 3m49. Đó, chiều cao là 1m48 và chiều ngang là 1m59 thôi. Đó, rất là phù hợp để di chuyển trong đô thị chật chội và rất là tiết kiệm xăng. 4 máy thì cũng rất là khỏe. Đó, sơn xi màu xanh ngọc. Đó, sơn xi rất là sạch sẽ. Vâng, mời quý vị các bạn hãy cùng với em đi những phần chi tiết, những phần cơ bản của một chiếc xe này. Đó, sơn xi thì màu xanh ngọc, sạch sẽ đẹp đẽ này. Đó, chiếc xe tư nhân sử dụng. Dòng xe này thì không chạy taxi dịch vụ, mang biển kiểm soát Hải Phòng. Về phần lưới tản nhiệt thì em nhìn rất giống hình cây chậu, quý vị ạ. Bên trong là màng tổ ong. Hốc gió thì cũng khá là thoáng, rất là mát cho máy. Vâng, xe thì sử dụng đèn, tất cả các đèn sử dụng công nghệ đèn halogen. Đó, tất cả đều sử dụng công nghệ đèn halogen nhé. Hỏng hóc thay thế rất là sẵn và rẻ. La răng đúc 4 bánh, xi nhan tích hợp trên sườn. La răng hợp kim nhôm, la răng 5 chấu. Và la răng của chiếc xe này có kích thước là 14 inch. Bề mặt lốp là 16,5 phân, vừa đủ sử dụng cho một chiếc xe ở phân khúc hạng A nhỏ gọn. Và đặc biệt thì về thành lốp này cũng khá là dày nhá, 10 phân, thành lốp 10 phân đi thì rất là êm ái. Xe này sử dụng hệ dẫn động cầu trước, hệ thống treo mác vơ sơn độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau. Đấy, sử dụng giảm chấn thủy lực và lò xo lén này. Đấy, mặc dù ở phân khúc hạng A nhưng mà lò xo lén rất là lớn, đi sẽ rất là êm ái. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ, 162 triệu đồng. Vâng, quý vị các bạn nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ và nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên. Đó, hệ thống keo chỉ này. Đấy, chủ xe tư nhân chính chủ là đi rất là giữ xe. Đấy, các cái phần nhựa này, các cái gai này còn rất là dày, không bị hao mòn, không đâm va tai nạn. Đấy, nội thất ghế da thì được thay mới rồi, ghế bọc da. Kia Morning SLX cũng có thể gọi là Kia Picanto. Phần táp lô thiết kế đơn giản và có hốc để đồ rất là tiện ích này. Cốc đựng nước. Trang bị hộp số 4 cấp.
Đó, số thẳng thì phải có sử dụng lẫy chuyển số đây không? Đấy, vô lăng 3 chấu, vô lăng trợ lực lái điện, trên vô lăng tích hợp túi khí cho người lái. Đó, khóa điện, màn hình cam lùi. Táp lô táp bi rất là sạch sẽ. Đó, hệ thống cột kèo đinh bấm là cam kết cho quý vị các bạn là zin nguyên bản nhé. Đấy, không đâm va. Còn những cái vết xước ngoài thân xe thì một việc hết sức là bình thường. Khoang kính phía sau rất là rộng này, ngồi sau tầm nhìn rất là thoáng. Một mẫu xe hatchback nhỏ gọn nhập khẩu, vừa đủ nhu cầu sử dụng. Đây là khóa trẻ em nhé quý vị các bạn nhé. Đó, gạt lên này. Ngồi trong xe trẻ em có nghịch ngợm cũng không mở được cửa khi ô tô đang chạy. Nội thất ghế da thay mới, khoang ngồi vừa đủ. Đấy, trần lì nguyên bản. Hệ thống đèn phanh, đèn hậu phía sau rất là to, sử dụng công nghệ đèn halogen. Phần cam lùi Kia Morning SX, hoặc có thể gọi là Picanto vì nó là dòng xe này nó nhập khẩu quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm giải đèn phanh trên cao thì để ở bên trong các bác nhé. Đó, khoang cốp thì vừa đủ sử dụng thôi, nhỏ gọn xinh xinh. Đó, cái dòng xe Kia Morning này thì có rất nhiều phiên bản, nhập khẩu cũng có nhiều phiên bản và sản xuất lắp ráp trong nước bởi Thaco cũng rất nhiều phiên bản. Và cũng rất được ưa chuộng. Ra đường thì đâu đâu cũng nhìn thấy Kia Morning không quý vị ạ? Kia Morning Hyundai i10, một dòng xe phổ thông, giá thành hợp lý, máy móc bền bỉ, nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng, trang bị tiện nghi hiện đại. Sơn xi rất là sạch sẽ này, các cái đường gân gờ ghép lối này, phần cửa này rất đẹp luôn. 162 triệu đồng. 162 triệu đồng thì ở bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Đấy, giá cả thì vẫn có thể thương lượng thêm, giảm thêm một chút nữa là có thể vào việc được rồi. Hệ thống cột kèo zin nguyên bản nhé. Đấy, tay nắm cửa ốp block mạ chrome, chân kính về mưa đầy đủ hết. Đấy, trang bị gương chiếu lốp này. Đây là phần tem mác sản xuất này, 2007, phiên bản số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc. Đây là bảng tổng gương kính chỉnh điện. Táp lô táp bi rất là sạch sẽ. Một chiếc xe mà gia đình sử dụng khá là giữ xe nhé. Vào những năm 2007 mà sử dụng chiếc xe này thì đã là rất là sang rồi. Tránh mưa tránh nắng, trang bị hiện đại. Đây là bảng táp lô đồng hồ. Đó, thông số kỹ thuật này, túi khí này. Đó, trợ lực lái điện. Máy đã nổ. Máy nổ rất là ok. Đây là màn hình cam lùi, giải trí cắm USB thẻ nhớ, đài FM. Điều hòa cơ. Đó. Âm thanh cũng rất là hay. Đó, nhưng mà em để âm thanh thì nó sẽ báo lỗi bản quyền. Sấy gương, sấy kính này, điện thoại rảnh tay này. Sấy ghế đây quý vị các bạn này, cắm tai phone. Sạc 12V. Điều hòa gió trong gió ngoài. Điều hòa cơ. Đây là hộp số tự động, số thẳng, số 4 cấp cũng hỗ trợ leo dốc đổ đèo này. Số thấp này. Đấy, ví dụ cần lực kéo mạnh thì xuống số thấp nhé. Đó. Chiếc xe này thì đó, chuyển động cũng khá là êm ái. Đấy, không bị rung lắc. Đó.
rất là nhẹ nhàng, tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng 4 máy cho nên là đây là phần cam nùi đây quý vị các bạn này. Đó, cam nùi cũng khá là nét này. Đó. Vô lăng trợ lực lái điện rất là nhẹ nhàng. Đấy, đây đi số D này. Đó, chuyển động rất là êm ái nhá, không rung lắc gì nhá. Chỉ cần nhả chân phanh ra thôi. Đấy. Chưa cần chuyển sang chân ga đâu quý các bạn. Đó. Kia Morning SLX. Vô lăng 4 chấu, vô lăng trợ lực lái điện. Phần kính, phần đèn em bao test cho quý vị và các bạn nhé. Hoạt động trơn tru đầy đủ. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý vị và các bạn xem. $162,000, máy nổ khá là êm này. Rất êm luôn. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc, có tên gọi là Kia Morning SLX hoặc Kia Morning Picanto, sản xuất 2007, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và xe thì được trang bị 4 máy. Đó, 4 máy này. Dung tích xe này là 1.1 chia đều cho 4 máy. Còn cỗ máy này thì có công suất cực đại là 64 mã lực. Cam đơn có 12 van nạp, 3 van trên 1 xi lanh nhé quý vị các bạn nhé. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5 lít được hỗn hợp, rất phù hợp cho di chuyển ở những phía đường quanh ngõ hẹp hoặc đô thị chật chội. Máy nổ rất êm luôn. Đó, máy số cô giáo sạch sẽ. 2007 là nổ ngon như này. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 5 lít đường hỗn hợp và công suất cực đại là 64 mã lực chứ. Vừa đủ sử dụng. Một mẫu xe hatchback nhỏ gọn. Vâng, chiếc xe này thì có dung tích bình xăng là 35 lít. Chỉ vài trăm thôi là đã đầy bình rồi. Chạy tẹt ga nhé. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Có mức giá khá là hợp lý, 162 triệu đồng. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị các bạn một mẫu xe nhập khẩu, một chiếc Kia Morning sản xuất 2007, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và dung tích xi lanh là 1.1, bắt đầu thế hệ đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam từ 2007, có mức giá đề xuất là 162 triệu đồng. Vâng, 162 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn nào mà quan tâm có nhu cầu sử dụng chiếc xe này, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 để trả giá hoặc đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Duy Khánh. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.